Mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho quý vị một cái món ăn ngon, đơn giản, dễ làm, có thể dùng trong những cái bữa cơm ngày Tết quý vị. Có thể gọi là một trong những cái món ngon ngày Tết, đơn giản, dễ làm ha. Ăn nó có thể chống ngán nè, có vị mặn mặn, ngọt ngọt đó, thịt thì mềm, thấm gia vị rất là thơm ha quý vị. Cái này mình ăn kèm với bún hay là cơm trắng với rau sống đều rất là ngon luôn á quý vị. Đó, ở ngoài nó có độ sệt sệt nhẹ nữa ha. Thì làm như thế nào á thì mời quý vị vào bếp để thực hiện cùng kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB. Rồi, những cái nguyên liệu mà chúng ta cần phải chuẩn bị để thực hiện cái món này á thì hôm nay mình có chuẩn bị sườn á quý vị. Sườn này là sườn cộng. Mình chuẩn bị, quý vị chuẩn bị cho mình khoảng 2 cọng sườn cộng. Thì cái này là khoảng 250 gram. Cái này là mình mua 2 cọng á, một cọng lớn với một cọng nhỏ quý vị. Mình mượn người ta chặt ra sẵn luôn thành những cái khúc nhỏ nhỏ nè, vừa ăn. Đó, bên cạnh đó thì quý vị cũng chuẩn bị cho mình hành, tỏi, ớt và rau sống ăn kèm á quý vị. Đó, rau sống ăn kèm thì có thể ăn dưa leo, rau sống hay đơn giản là chỉ là cải thôi. Ngoài ra thì còn một số gia vị thông thường nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành làm cái công đoạn mà chúng ta khử mùi á, cho cái phần thịt nè, rất là quan trọng để cái món ăn mình nó có ngon hay không á, là chúng ta khử cho nó sạch mùi ha. Đó, thì mua về á thì mình rửa, nên để mình để cái thào to to chút xíu ha. Đó, tại mình quay cho các bạn xem nên mình để cái tô này. Đó, mình cho một nhúm muối vào nè, một xíu giấm vào nè. Đó, rồi mình rửa héo cái gì nó mình bóp gì nè cho nó đều ha, cho nó khử bớt đi cái nhớt á với cái mùi hôi của cái phần thịt này. Đó, chúng ta rửa thiệt là kỹ, sau đó chúng ta phải xả lại khoảng 3-4 nước gì đó quý vị cho nó thiệt là sạch. Rồi, sau khi mà chúng ta đã rửa xả để cho nó gáo thì quý vị, đó mình sẽ để đây mình cắt cái phần hành lá này trước nè. Đó, hành lá thì cắt nhỏ hoặc cắt vẫn lớn lớn như mình cũng được. Còn về củ hành tím thì mình xài 3 củ. Mà 2 củ thì mình đập dập dập ra nè. Đó, rồi mình cắt cũng vừa vừa nhỏ nhỏ thôi. Mình để một bên như thế gì. Chút mình sẽ xài trước phần này. Còn một củ còn lại á, mình để mình ướp. Tại vì mình ướp á, nên mình phải băm cho nó thiệt là nhuyễn nha quý vị. Rồi mình để nó qua một bên luôn. Cứ băm cho thiệt là nhuyễn. Rồi tiếp theo là mình sẽ băm cái phần tỏi. Tỏi thì mình dùng 2 tép hết quý vị. Tép nhỏ nhỏ nè, miễn một tép lớn thì mình dùng một tép cũng được. Tỏi này mình cũng dùng để mình ướp luôn. Nên mình cũng phải băm cho nó thiệt nhuyễn hết quý vị. Rồi, còn ớt, ớt thì mình cắt nửa trái ha. Nếu quý vị nào không ăn cay được thì mình cắt ít ít thôi. Mình cũng dùng để mình khử luôn quý vị, mình để hành tỏi ớt để chung. Còn cái phần hành lá này nè, cái phần hành này thì mình bỏ vô cái phần nước vừa sôi nè. Mình chuẩn bị một nồi nước sôi để mình bỏ vô, để mình chần cái phần thịt này ra. Đó, mình bỏ cái phần hành này vô, mình để cho nó sôi một chút xíu, khoảng 1 phút vậy đó. Rồi mình mới bỏ cái phần thịt này vào. Chủ yếu là mình chần sơ qua để mình tẩy đi hết cái mùi hôi của thịt. Rồi mình chần sơ ha, mình vừa bỏ vào mình chần sơ, đảo sơ cái à. Mình gấp ra liền ha quý vị, đừng có cho cái phần thịt này nó chín quá. Rồi bây giờ mình gấp ra hết nha. Rồi sau khi mà gấp qua hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta ướp. Mình cho nửa muỗng muối trước ha quý vị. Muối bọt á, muối iốt. Rồi nửa muỗng đường, đường thì cho ít thôi, lát mình sẽ nêm thêm á quý vị. Nửa muỗng bột ngọt. Nếu quý vị thích hạt nêm thì có thể cho nửa muỗng hạt nêm. Rồi bây giờ hành tỏi ớt mình băm mới nãy á, bây giờ mình ướp vô luôn. Rồi bây giờ tiếp theo là quý vị cũng cho mình một xíu tiêu vào. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều nó lên nha quý vị. Để tiêu vào cho nó thơm. Nó mình đảo đều lên cho những cái gia vị nó thấm đều đi vô cái phần thịt hết. Rồi tiếp theo đó là quý vị cũng chuẩn bị cho mình.
Đây là muỗng, một muỗng bột năng đó quý vị. Nó để nó tạo cái độ sệt nhẹ cho cái phần ram, cái thịt ram của mình á. Các bạn cho khoảng hơn hơn nửa muỗng gì vào. Cái này là bột năng ha. Đó, rồi mình đảo đều luôn. Rồi sau đó thì mình sẽ bắt cái chảo lên để bắt đầu mình ram. Đợi chảo nóng mình cho xíu dầu vào. Khoảng một muỗng canh hơn vậy đó. Rồi cho một muỗng đường vào luôn hiểu cái gì. Thay vì quý vị phải ướp nước màu thì mình sẽ thắng màu trực tiếp ở đây luôn. Đó, mình đảo đều nè. Chảo nó sẽ nóng lên và chút xíu thì cái phần đường này nó sẽ chuyển sang cái màu cánh gián và cái màu nâu nâu. Đó, như vậy mình tắt bếp nha. Đó, bây giờ mình mới bỏ cái phần thịt mình ướp vào nè. Mình ướp khoảng 15 20 phút đó cái gì. Đó, mình mới làm cái công đoạn này nha. Rồi bây giờ mình xào xào sơn nè, chủ yếu là cho nó thấm cái phần màu này nè. Đó, sau khi mình bỏ vô mình đảo đảo vài cái thì mình sẽ bắt lửa lên lại ha quý vị. Bắt lửa lên lại và tiếp tục mình cũng xào luôn. Đó, mình xào sơ sơ nè cho cái phần thịt đó, nó săn lại cũng như là nó thấm sâu cái phần gia vị. Đó, sau đó thì mình mới cho khoảng nửa chén nước vào để mình nấu từ từ ha. Đó, lúc này á, thì các bạn cho lửa lớn lên. Đó, khi mà lửa lớn lên nó sôi như thế này nè thì mình mới hạ lửa nhỏ xuống nhé quý vị. Hạ nhỏ lửa nhỏ xuống và bắt đầu mình rim từ từ đó. Đó, mình để mình nấu lửa nhỏ nhỏ từ từ cho cái phần thịt nó chín mềm. Đó, một lát nào quý vị xem nè. Chúng ta có thể dùng cái đũa chúng ta thử nha. Chúng ta đâm vô miếng thịt cái miếng mà nó lủng á, là nó mềm miếng thịt là được rồi đó. Nó sau khi mà nó kẹo nước là như thế này nè quý vị. Quý vị xem nè. Nhìn rất là hấp dẫn ha. Rồi bây giờ mình có thể nêm nếm lại nữa nha. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho nước mắm vào để cho nó thơm đó quý vị. Đó, ban đầu thì mình nêm muối. Bây giờ mình sẽ cho thêm muỗng nước mắm vào ha. Nước mắm thì chúng ta lựa loại ngon á. Cho khoảng muỗng vậy đó. Rồi. Bây giờ cho vô nó rất là thơm nha. Rồi tiếp theo á là quý vị cũng cho mình khoảng đường á, đường thì mình cho hơn hơn nửa muỗng vào. Đó, quý vị có thể cho từ từ trước và chúng ta hãy cho, nếu mà thấy độ ngọt vừa á thì chúng ta hãy cho nghỉ, còn chưa được á chúng ta cho thêm xíu nữa. Như vậy là cơ bản á là chúng ta đã xong cái món sườn gà mặn rồi đó quý vị. Đó, đây là cái thành phẩm của mình nè. À, một lần nữa thì kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB xin cảm ơn quý vị luôn ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Nếu thích hãy nhớ ấn đăng ký kênh hoặc là chia sẻ cho nhiều người xem hơn. Đặc biệt là quý cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký kênh á, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Để khi mình có video mới á, quý cô chú anh chị có thể là người xem đầu tiên. Ấn đăng ký thì cũng nhớ quý vị nhớ ấn cái chuông nha. Đó, để video mới lên là nó sẽ có thông báo liền à. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo ạ. À.